Tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn ở video ngày hôm nay. Thưa với quý vị và các bạn, ở video ngày hôm nay tôi xin gửi đến quý vị và các bạn một mẫu xe sedan hạng B số tự động quý vị các bạn nhé. Đó chính là chiếc xe Honda City Top. Chiếc xe được sản xuất năm 2018, đăng ký tên tư nhân và đã lăn bánh được hơn 6 vạn km rồi quý vị các bạn nhé. Đấy, và chiếc xe Honda City Top 2018 này chúng tôi đang bán với giá là 410 triệu đồng quý vị các bạn nhé. Và hiện tại cửa hàng chúng tôi đang có rất nhiều những chiếc xe Honda City từ bản CVT và bản Top đây. Màu nâu này, màu đỏ này, màu xanh và màu trắng các bạn nhé. Rất là đẹp luôn đây. Và ở video này tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn chiếc xe màu đỏ các bạn nhé. Chạy hơn 6 vạn km rồi, phiên bản Top, và đã lăn bánh được hơn 6 vạn này. Đấy, phiên bản này là phiên bản Top các bạn nhé. Rất nhiều những chiếc xe Honda City tại cửa hàng chúng tôi đây ạ. Màu trắng này, màu xanh này. Đấy, màu trắng xanh đầy đủ cả rồi các bạn nhé. Rất là đẹp luôn. Chiếc xe này thì chúng tôi đang bán với giá là 410 triệu đồng. Đấy, rất là mới này. Thời tiết mấy hôm nay thì bắt đầu mưa phùn, cho nên là những chiếc xe chúng tôi mua về là chưa có kịp dọn các bạn ạ. Chỉ có rửa ráy qua đi thôi các bạn nhé. Rất là mới này. Bản này là bản Top các bạn nhé, sản xuất năm 2018. Rất là đẹp luôn đây. Đấy. Màu đỏ này, màu trắng này, màu xanh, đầy đủ hết luôn này. Đấy, rất đẹp luôn các bạn nhé. Hiện tại cửa hàng chúng tôi đang có rất nhiều những chiếc xe Honda City từ phiên bản CVT đến phiên bản Top. Đấy. Dao động từ giá từ trên 400 triệu đồng. Đời từ 2018, 19, 20 đầy đủ hết cả luôn các bạn nhé. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang có nhu cầu về những chiếc xe Honda City thì hãy qua cửa hàng chúng tôi ở số 318, 320 đường Nguyễn Xiển, Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp những chiếc xe này ạ. Rất là đẹp luôn quý vị các bạn nhé. Bên ngoài chưa có bị đâm đụng, chưa có bị va chạm gì cả đâu các bạn ạ. Và nội thất bên trong thì cũng rất là mới này. Tôi quay cho quý vị các bạn xem nhé. Chưa có dọn dẹp gì đâu. Mấy hôm nay thời tiết nó mưa cho nên là mua về là chưa có dọn dẹp gì được các bạn nhé. Phiên bản Top sản xuất năm 2018 đây. Đây là cái tem này. Đấy, rất đẹp luôn. Mới lăn bánh hơn 6 vạn các bạn nhé. Chiếc xe này thì cũng đã được chủ xe lắp thêm màn hình Android rồi, camera lùi rồi, đầy đủ hết luôn các bạn nhé. Đấy, bây giờ thì tôi sẽ quay cho quý bạn xem này. Toàn bộ về chiếc xe này đều rất đẹp luôn các bạn nhé. Phiên bản Top này. Đấy, nội thất rất đẹp luôn, chưa có dọn dẹp gì đâu mà đã đẹp, đã mới như này rồi đấy ạ. Lốp rất dày. Đấy, đằng sau này, ốc nguyên bản này, keo chỉ nguyên bản này. Đấy, và cốp sau đây rất đẹp luôn này. Lốp xưa cua. Đấy, chiếc xe chưa có dọn dẹp gì cả các bạn nhé. Nội thất này, tắt đi cánh cửa này. Đấy, đều rất đẹp, rất mới các bạn nhé. Đấy, rất là đẹp luôn. Khóa thông minh, bấm tay để mở cửa này. Đấy. Chỉ 410 triệu đồng thôi thì quý vị các bạn đã được sở hữu ngay một chiếc xe Honda City Top 2018 rất đẹp như này đây ạ. Đấy. Toàn bộ về ngoại thất đều rất đẹp rồi. Nội thất cũng đều rất là mới rồi. Bây giờ thì động cơ đây, tất cả là còn nguyên bản, chúng tôi còn chưa có dọn dẹp gì đâu các bạn nhé. Rất là mộc mạc và nguyên bản này. Toàn bộ từ ốc chân máy này, ốc mặt máy này còn nguyên hết luôn này. Đấy, rất nguyên này. Ốc cabo này, ốc cabo còn nguyên hết luôn nhé. Keo chỉ cabo còn nguyên, tất cả là còn nguyên bản hết luôn các bạn ạ. Chúng tôi có thể cam kết bằng văn bản cho quý vị các bạn về những chiếc xe mà chúng tôi đang bán ra. Đấy, nguyên bản này. Đấy, đều rất đẹp nhá.
Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe City Top 2018 này, thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị và các bạn đang xem đây ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi số 318 320 đường Nguyễn Xiển, Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đang lên kênh ô tô 360 này. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Xin phép quý vị và các bạn cho tôi được dừng video ngày hôm nay tại đây, và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo ạ. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.